Du khách có thể nhìn thấy bảo tàng từ khá xa nhờ một trái bóng rất lớn đặt tại đây. Bên ngoài bảo tàng được thiết kế như một tờ lịch thi đấu để tường. Những ô trống này sẽ được điền lên ngay sau khi biết tên các đội bóng lọt vào vòng sau. Bên trong bảo tàng, tầng 1 có áo đấu của 32 đội bóng dự World Cup lần này. Lên tầng trên, thứ đầu tiên thu hút người xem là chiếc cúp Jules Rimet, phần thưởng của những nhà vô địch từ các năm 1930 đến 1970. Khi làm việc tại đây, tôi thích nhất được giới thiệu cho các du khách về lịch sử của những món đồ đặt tại đây. Đặc biệt là chiếc cúp này, tôi thấy thiết kế của nó đẹp hơn chiếc cúp hiện nay. Đó chưa phải là món đồ độc đáo nhất. Ở đây có tấm thẻ dự giải của danh thủ Pozzo, đội tuyển Italia từ năm 1944. Có chiếc bật lửa được thưởng cho một tuyển thủ Hungary vào năm 1954. Những tấm ảnh, đôi giày, quả bóng mà khi đọc chú thích ở dưới, du khách nào cũng ngạc nhiên. Thật khó tin là tôi được xem những món đồ từ cách đây cả trăm năm như vậy. Thực sự rất ấn tượng. Chỉ tiếc là không có nhiều món đồ của cầu thủ Hàn Quốc. Dù chúng tôi từng đứng hạng tư chung cuộc, năm nay hy vọng chúng tôi sẽ lặp lại thành tích này. Khách tham quan đến bảo tàng này dù có hứng thú với những kỷ vật từ những năm 1930 hay là những chiếc kèn vuvuzela của năm 2010 hay là bất kỳ món đồ nào lần đầu tiên ra mắt công chúng tại bảo tàng này, thì cuối cùng người ta vẫn chụp ảnh nhiều nhất với chiếc cúp vàng World Cup 2018 mà 32 đội bóng đều mong muốn được nâng lên mùa hè này tại nước Nga. Minh Tân, phóng viên truyền Việt Nam, đưa tin từ thủ đô Moscow, Liên bang Nga.